Hey, xin chào anh em cô chú bác quan tâm tới kênh Đi Qua Tuấn Hình nha. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em cô chú các bác 5 cái combo búa ha. Ok, ở đây thì có cái set 4 cây, 5 cây hoặc thậm chí tới 6 7 cây luôn ha. Thì tùy theo giá mà cái chất lượng nó hơi có khác một tí nha. Anh em yêu thích bộ nào thì vui lòng xem thật kỹ, mình cố gắng mình mô tả thật kỹ ha. Ok. Nhanh lên ha. Bộ số 1 này thì đây cũng là một trong những cái form quen thuộc mà mình đã bán rất là nhiều ha. Ở đây thì giới thiệu luôn từng cây ha. Cái cây này, cây búa tròn hai đầu này thì đợt trước mình cũng có bán rồi ha. Cây này cây đời mới ha, thì mình có nói thép đời mới này thì cái thép nó sẽ không có được tôi già giống như thép cũ ha. Nhưng mà xài cũng việc nhỏ nhỏ thì cũng rất là ok ha. Con này rất là nhẹ nha nè. Anh em để mình cân hết luôn bốn cái này cho anh em dễ hình dung ha. Bốn cái này thì nó nặng 7 lạng nha. Đó, cho anh em dễ hình dung ha. Rồi. Cây này thì là một cây búa đầu dẹt ha. Này nó hơi xấu một tí nhưng mà còn nhìn tổng quan cũng rất là ok, còn tương đối mới. Đây, cây búa đầu nhọn quen thuộc ha. Form này là một trong những form mà anh em cực kỳ yêu thích ha. Nên thấy nó vác cái đây mình có đánh dầu lại ha, rất là bóng ha. Là không xét luôn, nhưng mà khi anh em xài thì chắc nó sẽ vỡ lớp dầu ra ha. Mình đánh bóng toàn thân luôn. Cái búa nhựa đinh này cũng vậy. Cái cây này thì mình nhìn cái thép á, thì mình cũng không có nghĩa là mình không có đánh giá được, nhưng mà mình nhìn cái phần nhựa đinh này ha, thì nó làm không được sắc sảo ha. Đó, cho nên mình nghĩ cây này thì nó cũng không, chắc là không được ok giống như những cái loại này ha. Đó, nhưng mà nó là một phần nhựa đinh rất là dày ha, anh em cũng yên tâm xài nha. Rồi, ok, bộ số 1 này thì 4 cây này giá là 270.000 nha. Rồi, bộ số 2 thì giá nó là 320.000, nó gồm có 5 cây ha. Thì cái này là giống bộ số 1, mình không giới thiệu ha. Cây số 2 này thì một cây búa đầu dẹt form dài ha, thép màu trắng trắng này thì chắc nó chất lượng nó cũng không bằng cái loại này ha, nhưng mà xài cũng rất là ok. Anh em xem qua ha, được đánh bóng rồi rất là bóng ha, cả cây luôn cũng rất là đẹp ha. Cây số 3 này thì cũng giống như cái bộ kia ha, búa đầu dẹt nó còn khá là mới. Cái loại thép này thì nó tốt hơn hai cái cây kia ha. Và cây số 4 thì nó cũng là cái form giống kia thôi. Đây nó còn có cái nhãn luôn ha. Cây số 5 thì một cây nhựa đinh ha. Cây này thì cũng không có nhãn hiệu ha. Nhưng mà thép này cũng tương đối lì ha. Anh em xem qua cũng được. Không đến nỗi tệ ha. À, cây này cái cán nó hơi cong nha nè, em xem ha, cái cán hơi cong một tí nhưng mà còn rất là mới, cán còn rất là mới. Năm cây này thì giá là 320.000 nha. Rồi bộ số 3 ha. Bộ số 3 thì nó to hơn nha. Bộ số 3 4 cây. 4 cây nó nặng gần 1 ký ha. Thì nó to hơn hẳn hai bộ kia. Anh em xem anh em xem cây đời cũ cây đời mới thì mình không có so về độ lớn ha, nhưng mà về cái cây cây gỗ hoặc là thép thì mình nhìn thấy là cây này nó quá đẹp ha. Cây này quá đẹp, gỗ màu đỏ luôn ha, nó sơn lên nè. Còn thép này thì nhìn tương đối là ok á. Cây này cũng rất là đẹp ha, cây này nó có dập luôn ha. Cây này mình có đánh bóng nha, đánh một lớp dầu bóng ha. Cây này cũng vậy. Cây này thì cái búa nhựa đinh này thì cũng gần giống như bộ số 2 thôi ha. Về cái đánh giá nó thì mình cũng đánh giá nó ở mức khá thôi, chứ không phải là quá tuyệt vời ha. Nhưng mà anh em xài nhựa đinh đóng thì rất là tốt ha. Cái form này nó gọn nhẹ mà nó làm cũng được nhiều việc ha. Đóng đinh vài ba phân cũng không là vấn đề ha. Cái này cũng vậy, nhìn nhỏ nhỏ nhưng mà rất là nặng ha.
Và một cây số 4 thì nó cũng giống như mấy bộ kia thôi, được cái nó rất là mới ha. Em coi nó còn cả nhãn luôn ha, cái này mới nguyên ha. Ok thì bộ này thì là 370.000 nha, 4 cây thôi. 4 cây mình nhìn thấy cũng khá là đẹp ha. Một số 4 là 5 cây. 5 cây này thì form nó còn lớn hơn cái bộ số 3 kia ha. Cây này rất là bự ha. Năm cây này nó nặng hơn 1,3 kg còn 1,4 kg ha. Năm cây này thì làm được rất là nhiều việc ha, anh em nhìn sơ ha. Như cái này đóng đinh rất là tốt. Cái này nó nhìn vào cho nó nặng gần 4 lạng ha. 4 lạng đến 5 lạng là việc đóng đinh cực kỳ vừa tay luôn. Đó, còn rất là mới ha. Cán nó hơi cong tí xíu. Cây búa nhổ đinh này thì nó có dập chữ ở đây ha. Theo mình thì cái nào mà dập chữ thì hàng thủ công này thì nó sẽ làm chất lượng hơn những cái loại mà không dập chữ ha. Đó. Hàng này thì mình thấy thép nó tương đối ok, phần nhổ đinh này em còn thấy còn nguyên ha. Cái này mình chưa đánh bóng luôn ha. Cái sau này có rà lại thôi. Rồi. Cây số 3 này thì cũng phong búa dẹt này cũng giống như kia thôi, lớn hơn tí ha. Số 3 này thì nó có khắc cái gì đây ha. Cái này thì cũng form này cũng bình thường đấy ha. Đó, cây số 4 là một cây búa cũng giống như mấy cái bộ kia thôi, bự hơn, to hơn ha. Cái này nó nặng hơn 3 lạng ha. Ok. Cây số 5 này, cái này tương đối đặc biệt à. Cây này dùng gõ muối hàn rất là tốt ha. Đó. Nó hơi ngắn, cán nó hơi ngắn tí ha. Đó. Cái đầu nó thì được mài nhám này ha. Rồi, 5 cây này thì giá nó là 450 ngàn nha anh em. À, tiếp tục giới thiệu với anh em bộ số 5 nha. Bộ số 5 này nó gồm rất là nhiều cây. 2, 4, 6 tới 7 cây lận nha. Bộ này thì giá nó là 600 ngàn ha. 7 cây thì giá 600 ngàn. Bộ này thì đa số là form cũng từ hàng trung để lên hết, trong có nhỏ thì có, trừ cây này là nhỏ thôi. Rồi, mình giới thiệu luôn ha. Thì cái cây này là cái cây mà búa nó có cái chữ đời mới nhưng mà nó làm rất là sắc sảo ha, anh em nhìn nè. Cái búa này lúc nào nó làm cũng dài 4 tấc hết đó. Nhỏ lớn thì không biết nhưng mà lúc nào nó cũng làm dài 4 tấc ha. Một đầu nhọn, một đầu tròn. Búa này là có thể nói là cái búa mà anh em thích nhất. Cái loại mà nhỏ nhỏ này là búa form này là em thích nhất ha, mà cũng là cái búa mà ít có nhất so với những cái loại còn lại ha. Rồi, cái này rất là nhỏ nha, tính luôn cái cán dài này nó chỉ nặng 2 lạng thôi. Đó. Rồi, cây số 2 thì là một cái búa tròn hai đầu ha. Cây này được đánh bóng lại rất là đẹp ha, anh em nhìn thấy ha, rất là đẹp. Rồi, cái số 3 này cũng giống như mấy cái kia ha. Cái này nó có chữ ha. Cán cũng còn rất đẹp. Con này cũng tương đối lớn ha. Rồi, cây số 4. Cái búa đầu nhọn. Nó có ghi chữ với lại ghi số ở đây ha. Búa này chắc dùng gõ mối hàn chắc ok ha. Hoặc là gõ mấy cái nơi cái góc hẹp hẹp tí ha, rất là tốt. Đầu rất là nhọn ha. Cây số 5 là một cây búa nhổ đinh. Cái này nó ghi chi chít chữ như này ha. À. Tất nhiên là cây búa nhổ đinh này thì mình đánh giá cao nhất trong này rồi ha. À, tương đối đẹp, có quét bóng lại rất là đẹp ha. Rồi. Cây số 6.
Đây, một đầu nhọn ha, một đầu dẹt nhưng mà cái form rất là độc lạ ha. Form này là cũng tương đối dài. Rồi anh em xem qua ha, form này hơi lạ ha. Rồi, cây số 7 là một cây giống như như cái cây bộ số 4 kia ha. À, cái loại này gọi mối hàng là cực chuẩn luôn ha. Gõ sỉ hàng á. Cây này nhưng mà nó lớn hơn cây kia rất là nhiều ha. Cái này nó nặng gần 3 lạng ha. Cán nó khá ngắn nhưng mà nặng gần 3 lạng. Rồi, ok. Thì cái bộ số 6 là nó gồm tổng quan cho anh em coi ha, 7 cây như vậy ha. Đó, giá bộ số 6 là 600 ngàn ha. Rồi, anh em xem qua ha. Ở đây thì mình tạm thời mình có 5 bộ như vậy ha. Anh em thật sự thích bộ nào thì anh em vui lòng xem thật kỹ, mình mô tả rất là kỹ. Anh em liên hệ theo số điện thoại 0768632039 nha. Rồi, xin chào, cảm ơn anh em ạ.